Ha ha ha. Cái này hơi ấy nha, cái này hơi sâu nha. Chua lắm hả? Chua vừa. Ba phút rồi anh ơi. Người ta chơi 7 phút mà anh ăn hết 3 phút rồi anh ơi. Mình nung vàng ra xong rồi mình biến thành một cục được không? Mình dồn lên một cục đi. Mình dồn lên một cục. Đứng lên. Không có đứng. Vàng chết đi vàng. Vàng chết luôn. Chết đi, chúng ta chết đi. Chết đi. Ủa sao vàng chết được? Vàng mã. Cái lần. Vàng đứng. Từ từ lại đây cho vàng ôm. Trời ơi, Quy ơi. Cái gì vậy? Ủa, trời ơi. Ủa, sao tự nhiên cực khổ vậy? Gánh nặng cuộc đời. Trời ơi. Trời ơi. Không phải ăn thế với dạng là cục bú, hai cục bú rồi. Lỡ mày, bú hai cục bú rồi. Bú ơi, kìa. Trời ơi, sao lưng rung lắc như vậy? Tán cậu rồi, bú ra đi. Trời ơi. Trời ơi, con quạ mà bây giờ thành con chim đánh cục luôn rồi. Được rồi, tới tôi. Gì đâu mà dữ vậy? Ủa? Hù. Con khóc gì đó? Ta là một cái. Chạy tiếp xấu quá. Chọn cái cây đi. Chị Tám. Gớt một vài con. Ông Bụt ơi, ẩm con lên. Ông Bụt ơi, ẩm con lên nữa đi. Cứu! Ẩm bụng lên! Cứu bụng lên! Cứu bụng! Trời ơi! Ủa? Con nặng lắm! Là ẩm bụng là gần nhất hết ta! Bụt đĩa đệm con ơi! Lấy nuông dừa đi em! Bụt đĩa đệm! Leo lên! Leo lên đi! Xuống! Leo lên xuống nữa! Lấy nuông dừa đi! Thị ơi! Thị rơi đi mà! Bà để! Bà giữ chứ bà không ăn! Cầu giờ đây! Vàng ơi! Cứu bụng! Cầu giờ! Cứu không được! Cứu vàng! Cô lên được xuống. Cái này là sự tích cây khế hay là cây dừa? Thôi bỏ trái bỏ cục vàng đó đi. Đại cát tìm vàng, đại cát tìm vàng. Đi lên. Trời ơi. Cục vàng sao nó vô tri mà nó tự nguyện quá vậy? Nặng quá. Ủa, vàng này hết giá rồi. Hiểu ơi, nó tới hiểu ơi. Lấy cục đá chọi nó. Thôi về đi, về với ta đi. Dạy dụa đi. Dạy dụa. Ủa sao cổng có chim luôn vậy? Ảm con chim về luôn. Mệt lắm rồi. Đúng rồi, chị tiết tấu rồi. Về đi, về đi. Ủa B-Ray, thật sự mình đang chơi hả? Dạ, em mệt rồi. Thấy hai người kia cũng đỉnh quá rồi. Bình thường này khế này mà xào với cả thịt trâu rất ngon này. Đúng rồi, cái đó chương trình khác em ơi. Sao không? Mệt quá. Nắng quá. Lẹ đi chim ơi. Trời ơi, tiểu phẩm với con cừu. Con ngừ ở đây không diễn mà diễn với con cừu. Con người rồi làm con khỉ không à. Biết làm sao anh? Em lấy gì em ném lên đó đi. Đúng rồi, trời vô ngay mặt á. Đúng rồi, mất dép luôn, anh bao. Ngay mặt luôn. Mạnh lên, biết chơi, mạnh lên. Sao trời như ta? Em bắt con kia đi. Bắt nó sao? Vô đây. Leo lên. Trời ơi, một chân rồi xuống đi.
Yeah. Đây, để xuống nhà đứng xuống. Bây giờ sao bà xuống nè? Sao xuống đây? Bà xuống luôn, ở đó đi. Trời ơi, kiếp cho em cái thang đi. Bữa đó rồi, bữa đó rồi, bữa đó rồi. Ủa rồi em sao? Ở đó chờ đi. Bây giờ xuống không? Xuống không? Xuống không? Ý. Xuống không? Xuống, xuống, xuống. Đó. Dương, Dương Quỳnh. Dương. Đúng mà. Dương. Dương. Đội mình là thời gian là thời gian. Nói chung là thời gian cũng đã trôi qua rất nhiều rồi. Mình không kéo dài thời gian bằng họ. Đúng. Nhưng mà mình chơi đàng hoàng. Đúng. Còn họ liếu cây rồi. Đúng, mình chỉ vòng vòng đây thôi. Thôi, đợi chúng tôi xin phép được thua. Đúng. Rồi, cảm ơn chú nông dân ơi. Đội kia thắng rồi đó. Trao chìa khóa đi. Game này chỉ là game anh dùng để ăn sáng thôi. Để phần ăn sáng của mọi người là khế đây nè. Khế đây nè. Không có chìa khóa. Ông bị vô tri không? Rồi vậy thôi, giờ mình đi ăn sáng. Đi. Rồi. Đi qua đây hả? Chú ơi. Tạm biệt nha. Lấy thang cho con chú. Trời ghê gì á. Chú. Sao? Giờ không cứu được thiệt. Thang nó gian cái thang đi lẹ đi em trụ không nổi rồi. Ê. Thang lấy anh cái thang mấy đứa ơi.